Nhân viên cha và con và thánh thần. Chúa ở cùng anh chị em. Quý bạn chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào ngày tịnh tâm thứ hai. Hôm nay con xin chia sẻ với chủ đề gia đình và sứ vụ thương xót. Cùng xin Chúa là đứng giàu lòng thương xót, xin thương xót mọi người chúng ta trong gia đình cũng như trong gia đình giáo xứ của chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi cây dầu và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-se, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người, có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất. Và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bây giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa Thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trước khi chia sẻ bài tin mừng cũng như chủ đề của ngày tịnh tâm hôm nay, con xin trả lời một câu thắc mắc của những người đã gửi lên. Có lẽ đây là một vấn đề tế nhị, nhưng nó nằm trong đời sống hôn nhân và gia đình. Đó là vấn đề tình dục. Một số người đã hỏi: Tại sao giáo hội lại khắt khe cái vấn đề kế hoạch hóa gia đình, hay là vấn đề ăn cơm trước kẽn, vân vân? Vâng, thiết nghĩ đây là một vấn đề nó rất gần trong đời sống hôn nhân và gia đình. Không phải giáo hội khắt khe thế này thế nọ
đối với các gia đình đâu. Nhưng mà giáo hội Chúa muốn những người Kitô hữu, những người tín hữu, những người tin Chúa xác định rõ vấn đề tính dục là một món quà được Chúa ban tặng cho các gia đình. Đó là ngôn ngữ của tình yêu, đó là cách thể hiện tình yêu tuyệt vời trong đời sống hôn nhân và gia đình. Bởi vì tình yêu hôn nhân và gia đình, tính dục là thể hiện tình yêu và sinh sản con cái. Phải hội đủ hai cái điều kiện này, hoặc là một trong hai, nhưng cái điều kiện tình yêu là trên hết, là trước hết. Nếu giả sử một người đi ngoại tình, hoặc là đi ăn bánh trả tiền ở đâu đó, đương nhiên người đó không có tình yêu. Họ coi phụ nữ hay là người khác phái chỉ là một món hàng, một đồ vật thế thôi. Chẳng có tình yêu mà cũng chẳng có vấn đề sự sống ở trong đó. Cho nên việc giáo hội nhắc nhở cho chúng ta, đó là chúng ta phải trân trọng cái tính dục trong hôn nhân và gia đình. Nếu chúng ta biết trân trọng thì chúng ta không thể sử dụng những biện pháp này nọ, bởi vì những biện pháp đó hoàn toàn đi ngược lại với ý định của Thiên Chúa là ngăn chặn sự sống và kéo theo nhiều cái hệ lụy khác lắm. Bởi vì nếu chúng ta không sử dụng những cái đó thì chúng ta cũng còn có biện pháp tự nhiên vân vân để chúng ta thể hiện cái tình yêu đó. Vì vậy không thể chúng ta chỉ cứ cậy dựa vào những cái biện pháp này nọ để rồi chúng ta an tâm, để chúng ta thoải mái chỗ này chỗ nọ mà không phải vướng bận. Trong thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã nói rõ cho chúng ta về vấn đề này. Đó là mái ấm tình yêu và lòng thương xót. Gia đình phải là nơi đón nhận và trân trọng sự sống. Từ bản chất, tình yêu vợ chồng hướng đến việc sinh sản con cái không phải là điều gì có được thêm vào một cách ngẫu nhiên, nhưng phát xuất từ chính tâm điểm của tình yêu. Vì vậy có con không có phải là vỡ kế hoạch, nhưng mà đứa con được sinh ra đó là cả một tình yêu của cha của mẹ. Và khi đứa con lớn lên, nó sẽ cảm nhận được, à, mình xuất hiện, mình được ra đời trong môi trường gia đình là một sự kết hợp tình yêu của cha, của mẹ cho mình, rất cao quý. Cho nên không phải là cái vấn đề vỡ kế hoạch, mà là đó là sự kết quả của tình yêu. Vâng, trích đoạn tin mừng hôm nay mà con chọn đọc trong ngày thứ hai nói đến việc ngoại tình của một người phụ nữ. Lẽ ra người phụ nữ này là phải chết, bởi vì phạm cái tội này là chết chắc.
Bởi vì phụ nữ làm sao mà có thể chịu đựng được những cục đá bốn sóng to như thế này. Họ ném đá phụ nữ là họ đưa ra ngoài chợ, ngoài đám đông, và bắt đầu lấy đá ném. Ném nhưng mà nếu người phụ nữ này mà chạy được, thoát được, thoát kịp mà còn sống thì có thể làm lại cuộc đời. Nhưng đa phần là không chạy nổi. Bởi vì chạy sao nổi. Phụ nữ thì ngày xưa là mặc áo dài lết thết, chạy thế nào được mà chạy. Và đông đông người như thế. Nhưng phụ nữ trong bài tin mừng thoát được cái chết là do đâu? Nhờ Chúa Giêsu cứu giúp người phụ nữ này. Người ta đem tới cho Chúa và hỏi Chúa rằng đối với cái hạng người như vậy thì phải làm sao? Theo luật truyền thống thì phải ném đá. Và Chúa Giêsu đã nói một câu rất chí lý: ai sạch tội thì cứ ném đá trước đi. Và bắt đầu là mấy già dê bỏ đi trước, dê rồi tới hồi dê trẻ đi sau, rồi dê con cũng đi luôn. Cuối cùng không có ai ném đá chị. Thế nhưng có một cái điểm mà có lẽ không biết tại sao Chúa Giêsu lại hỏi chị ta cái câu này, có lẽ như là vô duyên. Chúa Giêsu ngước mắt lên hỏi chị ta là: hỡi thiếu phụ, những người tố cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Chúa Giêsu đã thấy rồi, người ta đi hết rồi, không còn ai cả. Vậy mà còn hỏi. Hỏi để làm gì? Hỏi để nhắc lại cái quá khứ của người ta ư? Một cái quá khứ nó sâu xa, nó tội lỗi như vậy mà Chúa lại hỏi lại một lần nữa là những người tố cáo tội chị đi đâu cả rồi? Họ đi hết rồi sao? Nhưng người phụ nữ này can đảm trả lời, không mặc cảm với tội lỗi của mình. Nhìn thẳng vấn đề là: thưa Thầy, họ đã đi hết rồi. Cuộc sống của chúng ta, nhiều khi vợ chồng có một cái lỗi gì đó là chúng ta ghim, chúng ta nhớ rõ, nhớ kỹ lắm. Ngày này ngày nọ anh đã xúc phạm tôi, ngày này ngày nọ cô đã như thế. Cho nên nhiều khi chúng ta hay lôi cái chuyện cũ ra để mà chì chiết lẫn nhau. Và nếu chúng ta cứ mặc cảm với tội lỗi thì chúng ta sẽ không bao giờ sống được. Nơi giáo xứ của con có ít nhất là 3 cặp hôn nhân lớn tuổi rồi, cũng đã 50 mấy. Khi con về thì đã xảy ra lâu rồi, từ thời các cha trước rồi, mà cũng nằm trong vấn đề này. Không có cái gì lớn lao cả, chỉ vì bà ta chấp dứt ông ta vì cái tội bỏ nhà đi về bên nội suốt 1 năm liền để bà ở đây một mình nuôi 3 đứa con. Thì không biết ông ta về gia đình ở Biên Hòa để làm gì thì không biết. Nhưng mà chắc không có cái, không biết là có cái chuyện len phén hay không thì không biết. Nhưng khi ông ta trở về thì dứt khoát không chấp nhận nữa, dứt khoát
Nói cách nào đi nữa, hội đoàn, đoàn thể có vô khuyên bảo đi nữa cũng không chấp nhận. Và cho đến ngày hôm nay con cũng khuyên mãi nhưng mà không được. Bây giờ nó đi vào cái hằng, cái nếp trong cuộc sống. Cha coi đó, để có một mình mà con phải nuôi mấy đứa con như thế này, không chấp nhận được, không có lòng thương xót, không bao dung được. Có một gia đình nọ, anh chị sống cũng đàng hoàng lắm, muốn đi thẩm mỹ nhưng mà mẹ chồng không có cho. Về xin tiền mẹ chồng đồng ý không cho, bởi vì nó bơm, nó chích, nó căng, nó kéo, nó sẽ hóa chất, cho nên là không có cho. Mà cô ta thì cứ muốn ao ước được đi thẩm mỹ, và cuối cùng rồi thì mới về nhà bố mẹ đẻ mượn tiền mẹ để đi, đi làm cho bằng được. Quả thật làm thì đẹp được mấy tuần đầu, bắt đầu mấy tháng sau bắt đầu nó bung ra, bắt đầu nó sưng lên, bắt đầu phải là đi mổ cái silicone lôi ra. Cho nên là các bà cẩn thận nha, đừng đi những cái nơi đó đẹp rồi. Nhưng bà, các bà đây tôi thấy đẹp rồi chắc không có cần đâu. Và đi mượn tiền mẹ như vậy, rồi thẩm mỹ đã tốn tiền rồi, bây giờ trị cái đó lại còn tốn tiền nữa, mắc phải gấp 3 lần chữa mới hết được. Đâm ra vợ nợ cả 100 triệu, 200 triệu. Người chồng buồn quá, đâm ra nhậu nhẹt, rủ bạn bè đi nhậu để giải sầu, rồi bỏ bê công việc, nợ nần chồng chất. Cuối cùng không biết làm sao, về xin mẹ chồng thì mẹ chồng không cho. Cuối cùng mẹ chồng cũng phải đứng ra gánh lấy. Và bây giờ nghe nói đâu bà mẹ sắm cho một cái tiệm thuốc Tây, mở một cái tiệm thuốc Tây để bán. Và bây giờ nghe nói bán cũng được khấm khá, một ngày cũng được 4-5 triệu bạc. Nhờ mẹ chồng cứu giúp, giúp đỡ cho. Lúc này bà mẹ chồng mới thoải mái, chứ không thì con cái nó như thế thì không thể nào an tâm được. Vâng, chính người mẹ mặc dù thương con, đã thấy được cái xấu xa của cái việc thẩm mỹ không đẹp đẽ gì, nhưng người mẹ cũng đã thông cảm, đã chia sẻ, không chấp dứt những cái chuyện quá khứ của người con dâu, nhưng cũng đã ra tay và giúp đỡ cho gia đình của đứa con của mình. Nhờ như vậy mà gia đình đứa con nó hạnh phúc. Chứ nếu không có người mẹ thì chắc chắn sẽ tan vỡ. Và gia đình đó tan vỡ thì người mẹ chồng chắc cũng không thể nào an vui được. Chỉ có lòng thương xót, giúp đỡ và hiểu được hoàn cảnh của đứa con của mình, cho nên gia đình mới được hạnh phúc. Vì vậy cái lòng thương xót nơi gia đình là cái điều rất là cần thiết. Nếu gia đình chúng ta biết cư xử với nhau bằng cái lòng thương xót, bằng cái tình thương xót, thì gia đình đó con cái sẽ hấp thụ được từ cái lòng thương xót của gia đình. Thứ hai nữa, đó là lòng thương xót trong gia đình phải được thể hiện không phải chỉ nơi cha mẹ với con cái, mà chính nơi con cái với cha mẹ, nhất là những người già mà tật nguyền nữa. Tới đây con thấy có những cụ già đi xe đẩy
con thấy tội nghiệp. Hôm qua con cũng về thăm mẹ, mẹ con cũng mới đi bệnh viện về. Mẹ con nói sao mà nó đau nhức hết cả người, bị loạn xương nặng cho nên đứng không nổi nữa, đứng phải dìu đứng rồi chống gậy để đi, xin lỗi, đi toilet, đi vệ sinh trong nhà thôi cũng vất vả. Nghe mẹ nói mà cũng đau lòng, con đâu có giúp gì được, sức khỏe của mẹ thôi phải gánh chịu đau đớn trong người. Cho nên Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dạy, thương xót không phải là một trừu tượng nhưng là một lối sống. Nói về lòng thương xót là một chuyện, còn sống lòng thương xót lại là chuyện khác. Nói như Thánh Gia-cô-bê nói đó là thương xót mà không có việc làm coi như đã chết. Có một cái video clip trên cái vườn cây thì có hai cha con, thì người cha già rồi lú lẫn, đứa con ngồi đọc báo, người cha ngồi chơi đi vòng vòng trong bãi cỏ, thì ông mới thấy con chim, ông mới hỏi con gì đó con, cười con đang coi báo, thì bỏ tờ báo xuống để coi. Dạ, thưa bố, con chim sẻ. Lần thứ hai người bố cũng hỏi con gì đó con, lần này thì không có bỏ tờ báo, liếc qua, con chim sẻ, mất chữ thưa bố rồi. Lần thứ ba ông cũng hỏi con gì đó con, không có dòm luôn, con chim sẻ. Lần thứ tư ông hỏi tiếp, lúc này anh nóng rồi, đập xuống một cái, đã bảo là con chim sẻ rồi mà cứ hỏi mãi. Tội nghiệp người bố già, lững thững mới đi vô trong nhà, cầm cuốn sổ nhật ký ra đưa cho con xem, ngày này tháng đó tại nơi đây cách đây 21 năm, con cũng hỏi con gì đó bố. Người bố vui vẻ trả lời, con chim sẻ đó con à, con chim sẻ đó con. Cả 20-30 lần hỏi như vậy. Vâng, thưa quý bà anh chị em, gia đình nào có lòng thương xót thì gia đình đó sẽ có một tương lai sáng ngời. Còn gia đình nào không có lòng thương xót, không thể hiện lòng thương xót thì gia đình đó đang đi tới sự suy thoái rồi. Vì vậy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa ban cho mọi gia đình của chúng con, mọi người trong gia đình của chúng con biết yêu thương, biết thương xót lẫn nhau. Bởi vì Chúa xuống thế làm người, Chúa chỉ dạy chúng ta có hai điều, đó là yêu thương và tha thứ. Nếu chúng ta thực hiện được lời Chúa dạy chúng ta, đó là sự yêu thương và tha thứ, thì gia đình của chúng ta sẽ được sống hạnh phúc bên nhau, nơi mọi thành viên trong gia đình. Và chính nơi đó sẽ thể hiện ánh sáng của Đức Kitô được chiếu tỏa, được lan tỏa ra từ nơi gia đình của chúng ta. Ước gì mùa chay năm nay xin Chúa ban cho mọi gia đình của chúng con thể hiện lòng thương xót như
Chúa đã thể hiện lòng thương xót đối với chúng con. Mặc dù chúng con tội lỗi với Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu thương, vẫn tha thứ, vẫn thương xót chúng con. Xin cho chúng con cũng biết thương xót lẫn nhau, biết yêu thương, biết tha thứ lẫn nhau, để chúng con có một gia đình hạnh phúc tuyệt vời. Amen.